Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã bước sang những ngày đầu tiên của năm mới. Thay mặt toàn thể những người thực hiện chương trình, Khánh Linh xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý thính giả đã luôn động viên, đồng hành cùng Lắng Đọng Đêm Về trên con đường lan tỏa rộng hơn các giá trị đạo đức truyền thống tới cộng đồng. Kính chúc quý thính giả năm Tân Sửu luôn có một trái tim an tĩnh và một sức khỏe dẻo dai. Quý vị thân mến, thế nào là tình yêu, thế nào là hôn nhân và thế nào là hạnh phúc? Trong quan niệm của mọi người, có lẽ sẽ không ai giống nhau như một. Một chàng trai trẻ trong câu chuyện của chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe hôm nay cũng đang có những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc. Anh bèn hỏi một lão thiền sư về ba điều này. Không lập tức cho anh câu trả lời, vị thiền sư đã giúp anh tự mình trải nghiệm về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc, rồi đúc rút ra những định nghĩa sâu sắc giúp anh thay đổi cả cuộc đời. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả cùng chàng trai trẻ của chúng tôi đi tìm câu trả lời cho ý nghĩa đích thực của tình yêu, một hôn nhân viên mãn và một hạnh phúc vẹn toàn. Câu trả lời của vị thiền sư về tình yêu và hôn nhân khiến chàng trai bừng tỉnh. Dưới đây là màn đối thoại giữa một vị sư già và một chàng trai trẻ về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc. Hy vọng thông qua câu chuyện, bạn có thể rút ra cho mình những bài học bổ ích. 1. Tình yêu là gì? Một ngày kia, có một chàng trai trẻ tìm đến hỏi lão thiền sư rằng: "Thưa thầy, thầy có thể nói cho con biết tình yêu là gì được không ạ?" Lão thiền sư nhìn chàng trai trẻ mỉm cười: "Cậu hãy đi xuyên qua ruộng lúa mạch này, ngắt một tua lúa mạch lớn nhất, vàng óng nhất về đây. Nhưng có một điều kiện là cậu không được quay đầu trở lại con đường cũ đã đi qua, và chỉ có thể hái một lần duy nhất." Chàng trai trẻ liền đi làm theo lời lão thiền sư, và rất lâu sau anh mới trở về, nhưng lại đi về với hai bàn tay không. Thấy vậy, lão thiền sư liền hỏi: "Tại sao con lại trở về tay không?" Chàng trai trẻ đáp: "Khi con đi đến giữa cánh đồng lúa mạch, con đã nhìn thấy mấy tua lúa mạch rất là lớn, vàng óng. Nhưng con nghĩ rằng phía trước chắc có lẽ cũng sẽ có cọng lúa mạch khác lớn hơn và tốt hơn nữa. Vậy nên con không có hái. Nhưng mà khi con tiếp tục đi nữa, những tua lúa mạch khác mà con nhìn thấy luôn cảm thấy không được đẹp như đã thấy trước đó. Vậy nên sau cùng con không có hái được gì cả." Lão thiền sư nói một cách ngụ ý sâu xa: "Đây chính là tình yêu." 2. Hôn nhân là gì? Một ngày khác, chàng trai trẻ tìm đến hỏi lão thiền sư: "Thưa thầy, thầy có thể cho con biết hôn nhân là gì được không ạ?" Lão thiền sư nói: "Thế con hãy đi xuyên qua khu rừng này, chặt lấy một cái cây to nhất, rắn chắc nhất, về đặt trước cửa làm cây thông Noel. Nhưng có một điều kiện bắt buộc là con không được đi ngược trở lại, và con chỉ có thể chặt một lần." Chàng trai trẻ liền đi vào rừng. Rất lâu sau đó, anh ôm theo một thân cây vốn không được coi là cao lớn, rắn chắc nhất, lại cũng không phải là tốt nhất về. Lão thiền sư hỏi: "Tại sao con lại chặt một thân cây như vậy mang về?" Chàng trai trẻ liền trả lời: "Khi con đi xuyên qua khu rừng, có mấy lần con nhìn thấy có mấy cây rất là tốt. Nhưng lần này, con đã tiếp thu bài học hái tua lúa mạch lần trước. Khi nhìn thấy cây này vẫn không tệ, nên đã chọn trúng nó. Con sợ nếu con không chọn nó thì sẽ bỏ lỡ cơ hội chặt cây mà trở về tay không. Dù rằng
Nó vốn không thể được coi là cái cây tốt nhất mà con gặp được. Lão thiền sư mỉm cười hài lòng. Đây chính là hôn nhân. 3. Hạnh phúc là gì? Một ngày kia rảnh rỗi, chàng trai trẻ lại tìm đến hỏi lão thiền sư. Thưa thầy, xin thầy chỉ cho con biết thế nào là hạnh phúc. Lão thiền sư nói, con hãy băng qua cánh đồng ruộng này và hái lấy một bông hoa đẹp nhất. Nhưng có một quy định, con không được đi ngược trở lại. Hơn nữa, con chỉ có thể hái một lần. Chàng trai trẻ nghe xong, liền đi làm ngay. Rất lâu sau đó, anh cầm trên tay anh một bông hoa khá đẹp trở về. Lão thiền sư liền hỏi anh, đây có phải là bông hoa đẹp nhất không? Chàng trai trẻ đáp, khi con đi ngang qua cánh đồng ruộng, con đã nhìn thấy bông hoa rất đẹp đẽ này. Con đã hái nó xuống, đồng thời quả quyết rằng nó chính là bông hoa đẹp nhất. Mặc dù về sau, con lại nhìn thấy rất nhiều bông hoa đẹp đẽ khác, nhưng con vẫn vững tin, không một chút lay động, rằng đây là bông hoa đẹp nhất. Vậy nên con đã hái bông hoa đẹp nhất này mang về. Lão thiền sư gật đầu mỉm cười. Phải rồi, đây chính là hạnh phúc. 4. Ngoại tình là gì? Một ngày khác, chàng trai trẻ lại tìm đến hỏi lão thiền sư. Thưa thầy, thế nào là ngoại tình ạ? Lão thiền sư bảo anh hãy đi vào khu rừng một lần nữa, nhưng lần này có thể đi ngược trở về. Và khi đi, hãy hái một bông hoa đẹp nhất trên đường. Chàng trai trẻ lòng tràn đầy hứng khởi mà đi. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, anh hăng hái mang về một bông hoa màu sắc sặc sỡ, nhưng lại có chút héo tàn. Lão thiền sư liền hỏi anh, đây có phải là bông hoa đẹp nhất không? Chàng trai đáp, trong suốt 2 giờ đồng hồ tìm kiếm, con phát hiện đây là bông hoa nở rộ nhất, đẹp đẽ nhất. Nhưng trên đường hái xuống mang về đây, nó đã dần dần trở nên khô héo. Lúc này, lão thiền sư cười trả lời, đó chính là ngoại tình. 5. Cuộc sống là gì? Mấy ngày sau, chàng trai lại tìm đến thỉnh giáo lão thiền sư. Thưa thầy, thế nào là cuộc sống à? Lão thiền sư bảo anh hãy đi vào trong khu rừng một lần nữa, có thể đi ngược trở về. Trên đường, hãy hái một bông hoa đẹp nhất mà anh thấy. Nhờ những bài học trước đó, chàng trai trẻ cảm thấy tràn đầy niềm tin, đi thẳng vào trong khu rừng. Nhưng lần này đến 3 ngày 3 đêm, vẫn không thấy anh trở ra. Lão thiền sư đành phải đi vào trong khu rừng tìm anh. Cuối cùng phát hiện, anh đã dựng một túp lều tạm trong khu rừng. Lão thiền sư hỏi anh, con đã tìm được bông hoa đẹp nhất chưa? Chàng trai vội đứng dậy, chỉ vào một bông hoa bên cạnh, nói, thưa thầy, đây chính là bông hoa đẹp nhất con tìm thấy. Thế tại sao con lại không hái nó mang về? Lão thiền sư hỏi. Nếu như con hái nó xuống, nó sẽ khô héo ngay lập tức. Dù con không hái nó sớm muộn cũng sẽ héo tàn. Vậy nên con nhân lúc nó vẫn còn đang nở rộ, con muốn được ở bên nó. Đợi đến khi nó héo rụng rồi, con lại đi tìm một bông hoa khác. Đây thực ra đã là bông hoa thứ 2 đẹp nhất mà con tìm được. Chàng trai đáp. Lão thiền sư liền vỗ vào vai anh, cười bảo, vậy là con đã hiểu được ý nghĩa thật sự của cuộc sống rồi đó.
Xem xong câu chuyện này, bạn có cảm nghĩ thế nào? Điều mà ta dễ dàng bỏ lỡ nhất chính là tình yêu. Sau khi trải qua những điều bất trắc trong tình yêu, thái độ của bạn đối với hôn nhân sẽ phát sinh những chuyển biến rất lớn. Lúc đó, bạn sẽ lựa chọn một người thích hợp nhất với mình, chứ không phải là đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Hạnh phúc chính là thỏa mãn với những tìm thấy được trên hành trình tới cái đích cuối của cuộc đời. Ngoại tình nhìn thì đẹp đấy, nhưng sẽ héo tàn, cuối cùng chẳng còn lại gì cả. Còn cuộc sống chính là quá trình không ngừng tìm kiếm hạnh phúc. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 20 giờ tối thứ 3, 5 và 7. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.